lắm, mình mới lại quay cái con tuabin gió nhà mình cho mọi người tham khảo nhé. Con này nó 3,5 kW, hệ 48V. Tốc độ gió hiện tại bây giờ 3,5 đến 44 m trên giây. Cái tốc độ gió này con này làm việc 1 giờ là được 2,7 2,8 điện. Đây quay gần cho mọi người coi này. Con này là tự ra mình gia công và thiết kế hết. Dưới đây là chân cột nó đây. Đây là cái đàn năng lượng nhà mình. Hiện tại nhà mình đã dùng 3 ký pin năng lượng mặt trời. Đây có 4 tấm pin này đen đây. Cái này của Đức chính hãng này. 150W. 4 tấm này mình dùng đến hôm nay 11 năm rồi. Xung quanh đây nhà mình đang rất nhiều người xài, nhiều nhà xài điện mặt trời nhá. Riêng điện mặt trời mới kết hợp với lại thu pin gió. Rồi điện gió là chỉ có nhà mình. Quay xa cho mọi người coi. Ba ký pin, gọi là một cây tu pin gió 3,5 ký. Nhà mình xài độc lập. 4 bình lithium, mỗi bình 200A. Hệ 48. Đây là toàn cảnh gọi là đều đều quay cứ đều đều có gió là quay. Con này gió khởi động là 1,5 m/s. Con này mình gió hơi quẩn.